Trước hết thì thay mặt cho ban tổ chức chương trình cũng như là toàn bộ cử tòa đây thì một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên có một phần bài chia sẻ rất là quan trọng và thú vị. Tuy nhiên là có vẻ như cũng chưa đáng nữa lắm, nhưng mà thôi thì chưa đáng thì là mình gãi tiếp, đúng không ạ? Quý vị trong trang có tay ủng hộ Thiên. Kính thưa quý vị đại biểu và tất cả các anh chị, thì theo cái mong muốn của rất là nhiều người, ngoài những cái phần chia sẻ thông tin và những cái lúc mà chúng ta gặp nhau để kết nối thế này, thì cũng cần có những cái thông tin, những cái câu chuyện mà chúng tôi đã gọi đây là chủ đề là chuyện doanh nhân, là doanh nhân nói chuyện với nhau, trao đổi và chia sẻ với tất cả quý vị. Thì theo như kịch bản ban đầu thì mình có một điều phối viên, một editor từ Hà Nội vào, nhưng vì thời tiết máy bay đã kinh cho nên tôi phải bắt buộc làm cắt ca đơn. Nếu quý vị ủng hộ tôi thì cho tôi làm một tay nữa. Chương trình thì có 4 doanh nhân trao đổi, nhưng mà chắc anh Nguyễn Ngọc Mỹ đang ra ngoài chút thì có nhiều làm nhiều. Trước khi trao đổi thì thứ nhất là xin lỗi quý vị là chúng tôi không có thời gian để chuẩn bị, không làm thử, mà cũng xin phép anh Nam và anh Quang là mình dân xứ Nghệ, mình có sao như vậy, mà mình dũng cảm thì nếu như em có hỏi cái gì mà cái anh chưa thích lắm, mình sẵn sàng trao đổi. Đấy, kịch bản cũng giống như thời tiết, lại có một số người lại nói là đề xuất thế này, là trong lúc anh mình chưa vào thì lại muốn anh Thiên lại xuất hiện ở đây. Xin mời Thiên. Anh vừa lên cho nên là chắc cái câu đầu tiên mà có lẽ là em sẽ trao đổi với Quang trước, tại vì giới thiệu với quý vị là anh Nguyễn Xuân Quang, chủ tịch tập đoàn Nam Long, thì là một người con của quê hương Thanh Chương, Nghệ An. Anh là một trong những người mà đầu tiên mà tham gia sáng lập Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh. Hiện nay thì anh rất là bận, nhưng mà chúng tôi cũng đã níu kéo giữ anh ở lại với cái vai trò là ủy viên ban chấp hành. Anh cũng không thích lắm nhưng bị ép buộc, nhưng mà anh cũng có động viên tôi rằng là chú Tuệ mà làm thì tôi ủng hộ, cho nên là hôm nay anh cũng thể hiện cái sự ủng hộ đó bằng cái việc là anh có mặt ở đây dành một cái thời gian thỏa đáng. Cảm ơn anh Quang. Đầu tiên ấy, vỗ tay vào mặt. Đầu tiên thì có lẽ mọi người rất là mong muốn là cái vấn đề mà đúng với cái lĩnh vực anh Quang đang làm, đó là bất động sản. Thì nói về khó khăn bất động sản thì chắc không cần bình luận hồi nãy thêm những cái nhắc lại. Tuy nhiên thì theo quan điểm của cá nhân em và nhiều người thì có vẻ như là Nam Long vẫn rất ổn. Bất động sản thì nhiều người khó khăn lắm, nhưng mà anh Quang rất ổn. Mà có ổn thì hôm nay mình ngồi diễn đàn, đúng không? Cái không ổn chắc cả anh chối đúng không? Thì cũng xin anh chia sẻ thẳng thắn là cái kinh nghiệm của mình trong ngành quản lý thì doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, thì làm thế nào đó để mà anh có thể ổn như hôm nay? Xin anh trao đổi. Xin chào tất cả. Hôm nay thì tôi rất là cảm xúc. Cũng như ngày này thì còn cả giáo sư được rất nhiều cái cao bọc cả, cũng là một sự chia sẻ. Cái đầu tiên là hơi quan hệ tí xíu nữa, là một cái điều rất là hãnh diện thế này. Anh vừa nói chính xác, chúng tôi là những thành viên đầu tiên sản của Du lịch Nghệ Tĩnh. Cách đây hơn 20 năm, tôi nhìn đây tôi còn thấy có anh Ngọc, các anh Trung, rồi anh Phùng, những năm như tất nhiên có một số người cũng có mặt đây, như là
Như vậy là thành viên 20 năm trước là đến trong khoảng chỉ 10 năm. Và đến ngày hôm nay tuyên bố câu là 400 doanh nhân xứ nghề, nghề có mặt ở đây. Chúc mừng của chúng ta phát triển rất rất nhanh. Còn có lẽ thế này, nếu mà chia sẻ thực thù thì tất nhiên là Nam Long đã trên 30 năm phát triển bất động sản. Do đó các cái đồng là chuyện cũng đã xảy ra. Và thì một cái câu rất là dân giá đó là lụt là lụt cả lại. Nam Long không phải vậy đâu, Nam Long cũng chạy gặp khó khăn. Thì tuy nhiên cái sự chia sẻ thì có thể thấy rằng cái này Nam Long còn cái điểm mà có thể là một đó là cái tính cách dân đại suy nghĩ. Đó là tiết kiệm và luôn luôn lo xa, đấy là cái đặc tính của dân chủ. Cái đấy thì mình đang mong đạt được một điều đó, và luôn luôn chuẩn bị cho tương lai, chuẩn bị những lúc khó khăn. Cái tính cách của cái vùng đất quá khó khăn của Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa thì buộc tất cả những người dân vùng đó là luôn luôn phải chuẩn bị cho những lúc khó khăn. Cái yếu tố thứ hai có thể nhìn thấy đây là Nam Long phát triển các sản phẩm chúng tôi dùng cái từ là nhà vừa túi tiền, tức là cái sản phẩm nó có một cái năng lực gọi là xuyên thủng thị trường khi thị trường xấu, tức là sản phẩm bằng phải nhu cầu thật của thị trường thì khi nào bất cứ khi nào bạn vẫn có thể bán được cái sản phẩm phù hợp với mức thu nhập của người dân của cộng đồng. Và yếu tố thứ ba mà có thể nhìn thấy mà Nam Long này có một sự chuẩn bị đó là gì? Thì khi này Trần Thị Thiên vừa nói đây, các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt tối mai hội quận 5. Có lẽ ít có quốc gia nào có tối mai là hội quận 5 mà kéo dài cũng phải được 5 năm. Tối mai anh để có những lúc mà coi như là chúng ta có những áo dài có lẽ phải đến 10-20 năm nay vẫn đều đạt cho tất cả. Thì em là thuộc quận 5. Có những thành viên từ quận 5 thuộc thuộc khu 3. Nhưng mà bên cạnh đó em thêm cái hội này, cái hội Hà Tĩnh nữa. Nhưng mà về hội của em quận nhất thì quận 5. Cái gọi phương triển đấy thì lãi suất của những năm gần đây thì nó mới chỉ lên đến 12-13%. Bây giờ nó quay trở về khoảng 10% thì chưa khó khăn bằng những cái năm 2009-2010. Nhưng mà Nam Long thì cũng là thành thật mà nói là chúng tôi đã đi một cái chiến lược đó là hội nhập cái tài chính. Tức là chúng tôi sử dụng vốn quốc tế. Trong cuộc chơi Nam Long không có nghĩ đến một mình để làm giàu mà mình cùng chia sẻ hợp tác với quốc tế ở tối nơi mai những con đường trong quận năm ra rẻ. Tối mai hội dân nghiệp quận năm qua một lúc ở thị trường ngay bên đời so mình cũng lấy thủ nhiên so có gửi thiệp mời cho có gửi thiệp mời cho hội thứ ba rồi. Đặc biệt là một trong yếu tố quan trọng là anh mấy chục ngàn chấp nhận tại những cái công ty của mình, vì các đại nhiều tập đoàn rất là lớn, thậm chí là 4 tỷ đô la nhưng mà vẫn là mang cái yếu tố gia đình. Nhưng mà có lẽ Nam Long là một trong những cái công ty mà sẵn sàng ngồi đối tác trong và ngoài nước và hợp tác để cùng phát triển, đúng không anh? À, chắc để chuyển qua cái đề tài khác một chút thì xin giới thiệu với quý vị. Tôi đến sân khấu thì có tiến sĩ Lương Hoài Nam, quê Diễn Châu, nhưng mà hiện nay thì anh đã hoạt động trong lĩnh vực hàng không, nhưng mà anh có giới thiệu bắt đầu. Thì em cũng muốn anh Nam chia sẻ thế này, cũng quen biết anh cũng khá lâu, nhưng mà thực ra là giờ gần đây thì mới biết anh là bắt đầu cái sự nghiệp học hành là thi vào học viện quân sự, học viện kỹ thuật quân sự. Mấy năm là học trường Phan Bội Châu, trường Phan hồi xưa là danh giáo, nhưng mà lại thi vào quân sự. Đừng lo ngoằng sao bây giờ lại làm hàng không, làm business mà lại rất là có tên tuổi. Thì cũng xin anh chia sẻ riêng tư tí là lý do nào mà tự nhiên lại đang đi theo đường binh nghiệp. Có khi anh bây giờ thiếu tướng, trung tướng gì cả. Bây giờ là doanh nhân, có thể chia sẻ với anh. Nãy giới thiệu là Vietjet không? Đúng rồi.
Tôi thực sự là rất vui được gặp tất cả các anh chị đồng hương di tích trong cái dịp đúng vào ngày doanh nhân hôm nay. Đặc biệt vui ấy, là được dự cái tọa đàm này và ngồi đây ngoài anh Tuân là chỗ anh em đã biết lâu rồi, thì lại ngồi với hai người anh rất là thân thiết và gần gũi, anh Quang cùng với anh tôi cùng lớn lên trong một cái không gian giống nhau. Mẹ anh Quang và mẹ tôi thì là cùng làm được việc Yên Thành, hai anh em và cùng học trường làng, cặp với em gái Quang Lan và anh em chơi với nhau rất thân thiết từ bé. Thì đó là quan hệ với Quang quay trở lại đó, cùng làm vườn ở Nam Thành từ năm rất là xa xôi là như vậy. Rồi anh Quang thì cũng là một thời gian là tôi là anh Quang là sếp của tôi ở tập đoàn Nam Lâm. Giai đoạn 2012 anh Quang có mời tôi về làm phó tổng giám đốc của Nam Lâm vào đúng một cái cuộc khủng hoảng bất động sản cũng rất là kinh khủng, nó cũng không kém cái cuộc khủng hoảng bất động sản mà hiện nay đang diễn ra. Từ đấy anh Quang như vậy. Trần Đình Thiên thì tôi thì lúc này Thiên thì nhắc cho tôi mấy lần lắm, cũng chẳng qua là hai anh em thì ngồi với nhau không biết bao nhiêu diễn đàn rồi, hai anh em làm cái nghề gọi là nghề đi khóc hộ các doanh nghiệp, khóc chính sách, vận động chính sách, tất cả các diễn đàn, đặc biệt là trong cái lĩnh vực là không du lịch thì cũng đồng hành với nhau rất là nhiều, nên cũng vô cùng là thân thiết với nhau như vậy. Bây giờ về câu hỏi của tôi như thế này, tôi học trường Phan Bội Châu nhưng mà bố tôi thì lại là bộ đội sĩ quan đi B để chống Mỹ, thì cho nên là cái lựa chọn con đường binh nghiệp thì rất đơn giản theo được bố thôi, thì bố là cái binh nghiệp thì con thì cũng muốn theo cái con đường binh nghiệp, thế thì rất đơn giản nộp đơn vào đại học cảnh sát quân sự. Thì hình dung rằng mình nộp đơn vào cảnh sát quân sự như thế thì mình phải đi theo con đường binh nghiệp. Thế nhưng mà đến khi mình nộp đơn vào rồi thì mình thi đại học xong rồi thì người ta bảo đi nước ngoài. Thế thì tốt quá thì đi nước ngoài, nhưng mà học trường nào học nghề gì thì mình cũng được chọn đâu. Thế thì tôi phân cho là đi học kinh tế hàng không Liên Xô. Và khi mà được thông báo là kinh tế học kinh tế, tôi buồn lắm, các bạn mình nếu không nào là đi học tên lửa, là đi học xe tăng, là đi học các thứ, nghe nó hoành tráng lắm. Cũng tự dưng tôi thì nhận được cái phân công là đi học kinh tế, coi như chảy cái nước mắt ra, chán đời không thể chịu được. Thế thì cũng thú thực ấy, là hồi đó thì có ông cậu thì cũng khá là to, chắc đây có một số người biết đấy, ông Tạ Hồng Canh cũng là cấp cao, cho nên tôi đến thì tôi khóc với cậu, bảo cậu thì bây giờ đấy các bạn cháu về rất hoành tráng, cháu thì phân bóng cái học cái nghề của lần ba về kinh tế. Thế thì cho nên cậu giúp cháu xin chuyển sang cái ngành hoành tráng cái. Thế thì ông cậu tôi bảo là không cậu cháu ấy, cậu thấy rất là hay đấy, bây giờ hết chiến tranh rồi không có đánh nhau được đâu, cho nên tới đây là làm ăn kinh tế, làm ăn kinh tế này là quan trọng. Thế thì bây giờ cháu, người ta phải phân cháu đi vào cái lĩnh vực đấy là đúng quá rồi gì nữa đấy, cho nên là không có phải tránh cho gì hết, không phải xin gì hết, cháu cứ đi theo cái nghiệp đó đi, tương lai nó sẽ tốt. Thì cậu mình từ chối cái tác động thì mình phải theo thôi. Thì thực sự thì tôi học cái ngành đó ở Liên Xô ấy, thì đầu tiên thì cũng chán, nhưng mà học xong một năm thì thấy ví dụ nó hay quá, bắt đầu càng học lên nó càng hay, mà vì mình thấy nó hay thì mình học tốt đến mức ấy. Mà và tôi là trường hợp rất là đặc biệt là chưa tốt nghiệp đại học ấy, thì nhà trường đã có văn bản gửi bộ đại học Liên Xô là kiến nghị cho tôi tiếp tục là làm nghiên cứu sinh rồi. Tức là từ cái việc là mình rất kỳ thị nó, mình rất chê nó, thì cuối cùng mình lại học thích thì mình học giỏi, nên cuối cùng thì chưa tốt nghiệp thì trường đã là thôi cứ làm nghiên cứu sinh tiếp. Thì cho nên là phải nói rằng đấy là một cái thứ lựa chọn đấy, và đời nó lựa chọn cho mình và mình thích nghi với lựa chọn đó, hóa ra nó lại hay.
cho nên đấy, cuối cùng đi theo đường kinh tế của anh Thiên. Anh Thiên chắc chắn là thấy kinh tế là hay hơn đúng không? Thì đó, cái sự lựa chọn như vậy nó cũng rất là tình cờ thôi, nhưng mà mình thích nghi với cái đó, cuối cùng mình thấy là à, cái đó là rất tốt. Thế thì tôi tốt nghiệp xong tôi ở lại, tôi làm nghiên cứu sinh thì tôi về vào Việt Nam Airlines. Thì vào Việt Nam Airlines Churchill lại gặp đúng cái lúc ấy là Liên Xô sụp đổ. Thế thì một cái hãng hàng không ấy là đang khai thác toàn bộ máy bay Liên Xô lại gặp đúng lúc Liên Xô sụp đổ. Thế thì tôi về đó thì được lãnh đạo giao cho rất là trẻ, hồi đấy tôi 28 tuổi, tôi bảo tôi bây giờ ấy bảo cháu là giám đốc phát triển đội bay và nhiệm vụ là gì ạ? Nhiệm vụ là bây giờ đi kiếm Boeing Airbus để mà thay máy bay Liên Xô. Thế là mình học ở Liên Xô ấy, thì bây giờ ấy, về doanh nghiệp thì được giao nhiệm vụ là đi kiếm cái máy bay để mà thay máy bay Liên Xô. Đấy, thì đó là như vậy. Em về tưởng là một cái gì nó rất là đặc biệt ly kỳ, nhưng mà thực ra thì có lẽ như vậy thì cũng giống như người thôi, cũng là nhiều khi là một cái sự ngẫu nhiên thôi, nhưng mà hay đúng mạnh. Bây giờ có một lãnh đạo mạnh hơn thôi thì là hay. Giới thiệu với quý vị là đến tham dự cái chương trình chúng ta hôm nay thì ban tổ chức trân trọng chào đón anh Đinh Tiến Dũng, phó chủ tịch Cuba và là chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa. Xin mời. Cũng xin trân trọng chào đón anh Nguyễn Văn Thiều, chủ tịch hội doanh nhân quận Gò Vấp. Cái đại diện của đó. Và cái này thì nó không được sáng lắm, nó hơi bị chói, không nhìn rõ được, nhưng mà thấy anh Văn Tâm, nguyên chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mặt. Câu tiếp theo có lẽ phải hỏi phó giáo sư này. Anh toàn đi chia sẻ những cái chuyện của doanh nhân, chỉ cái điều này, chỉ cái điều kia. Thì hỏi anh tại sao anh làm doanh nhân? Anh đừng đi chỉ cái doanh nhân. Thì anh có bao giờ có cái mảy may một chút khát vọng làm doanh nhân hay không? Em nghĩ khi anh làm bây giờ có cái chủ tịch tập đoàn to đúng không? Nếu mà làm doanh nhân thì có thể là làm to rồi. Nhưng mà thực ra là tôi nghĩ từ đầu tôi không có những tố chất mạnh để làm. Nhưng có những tố chất đặc biệt. Tôi xin báo cáo với các quý vị là tôi từ cũng ra trường đến bây giờ chỉ làm không tốt không? Có thể làm tư vấn rất là nhiều người, rất nhiều tốt, nhưng mà làm thì không tốt đối là phiền về Việt Nam. Cũng là cái cuộc đời nó thăng trầm, nó ly kỳ, nó không ngang, nó tốt này. Tức là tôi học cái nghề mà tôi không được chọn. Thì lúc đó là chúng tôi thi vào cũng học thôi, bán nó đi nước ngoài. Nhưng mà vì trong nhà là có một người đi nước ngoài, cho nên là không thể nào có thêm người đi nước ngoài hết tiêu chuẩn. Hết tiêu chuẩn. Thế là phải đi học trong nước thì cũng đại học tổng hợp Hà Nội. Như thế là cái trường của anh ấy. Xin học khoa vật lý. Nhưng mà cuối cùng giấy báo thì tôi học là học khoa kinh tế chính trị. Và tôi chỉ nói là học khoa đấy là một nửa lớp, tức là được khoa được chọn. Khoa là lý lịch, học rất xuất sắc và thi điểm thi rất xuất sắc và lý lịch phải cực kỳ phải được chọn đấy. Còn đấy nhưng mà một nửa lớp là về nặng học. Tức là thất vọng vì được đi học khoa kinh tế chính trị, tức là học kiểu khoa này đi làm chính trị. Nhưng mà khi mà nghe các ông nói là cái tuyển của khoa này là sao phức tạp rồi. Vì cái này là đào tạo cái lớp này thì có hai cái nhóm để làm thành hai cái nhóm người. Một là đào tạo thành lãnh tụ, hai là giúp lãnh tụ. Có hai cái việc này. Nên muốn học thành thì nào học cũng được khoa. Nên bây giờ thì chẳng biết là có được thành lãnh tụ hay gì không. Thì tôi là người mà hay giúp được cái ông ấy. Thì chẳng biết giúp đúng hay sai, nhưng mà đúng là theo ngay cái tinh thần đấy. Ngay từ đầu ấy là không. Nhưng mà con sau mình thấy thực sự là cái học này nó làm cho mình trở thành những người có thể giúp ích cho cái cuộc sống. Nên là từ đó đến giờ mình theo mà nói là mình không đủ cái phẩm cái tố chất làm cho nên này. Tức là mình nghĩ những cái chuyện toàn những chuyện trời ơi đâu, chuyện to tát, chuyện dài hạn. Trong khi đó phẩm cái doanh nhân ấy không chỉ là to tát dài hạn, có thêm một phần vật lên ấy là phải đưa ra lúc đúng chỗ phải có cái tính tiên được đó. Thì mình là cái tố này mình thiếu, nên bảo là mình có thể là tư vấn cho doanh nhân, tư vấn cho các tập đoàn, tư vấn cho phát triển, nhưng mà làm cái việc đấy là có thực thể của mình phải thực sự là mình thiếu cái đó. Cho nên thưa anh Lệ, là tôi vẫn nghĩ là mình là ta là
khi mà không chuyển sang làm doanh nhân nhưng mà có thể giúp cho doanh nhân có những gia đình sản xuất, thì đấy là cái điều mà tôi tự hào về cái việc làm. Tôi xin cảm ơn các quý vị. Em thì vì anh là giáo sư, phó giáo sư nên anh phải bắt chước em. Anh trả lời kiểu như là đúng thời điểm bây giờ anh trả lời. Anh bảo là anh cảm thấy mình có tố chất của sự can đảm để làm doanh nhân. Nhưng mà nói thật, thời bọn em lập nghiệp hoặc là như anh Hoàng anh làm đây thì em nghĩ lúc đó không có suy nghĩ mình có tổ chức hay không. Học xong là gặp là như em là hồi đó là vào Tây Nguyên là làm ngân hàng ấy, là bởi vì lúc đó là thấy công việc đó nó sạch sẽ cũng hot, thế là cũng qua thì đi làm thôi. Thực ra chả phải, nhưng mà anh nên bảo là anh đã, nếu thế thì anh tuyệt vời quá, bởi vì lúc đó mà anh đã biết lựa chọn không đi làm doanh nhân, mà mặc dù em thấy anh rất là mạnh mẽ. Không thì đúng là tôi thấy bạn tôi mà làm doanh nhân có thể tôi làm xuất sắc, nhưng mà cái điều ấy là cái một quyết tâm mà tôi không chọn quyết tâm, bởi vì là mình vẫn có cảm tưởng rằng là một số cái tố chất trong mình, tất cả số tố chất doanh nhân mà có mình cái tố chất không nổi bật mà cái tố chất khác, cho nên là mình không làm doanh nhân. Nhưng mà tôi phải nói là những bạn bè và những cái người mà doanh nhân thì tôi chỉ thấy chút cái ông nào biết, cái ông nào cá nhân, cái ông nào khác được. Nếu ông nào cũng biết là thời thế như vậy thì mình làm đúng cái bài như vậy. Rất tiếc là cho đến giờ tôi mới biết lại, có thể biết anh Quang, nhưng mà chưa từng là thấy anh Quang là một cái nhân vật anh hùng như vậy. Nếu mà không ai anh Quang thì trước anh đi chung anh Quang được biết việc thì cũng hay cái tên. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng là thời thế bạn anh hùng, và chính là mình ấy, thì thế là biết thời thế đấy giúp cho những anh hùng, và như thế là mình cũng tăng cái kiến thức, thì không nhất thiết là phải bị trở thành anh hùng. Nhân viên tuệ nói cho tôi đây, có một cái lời chia sẻ luôn như hôm qua ấy, tức là tôi nói là ở khu vực đông tây nam bộ bây giờ tình thế cực kỳ khó, điều kiện phát triển không còn cái gì giống ngày xưa, nước thì thiếu, nước ngọt thiếu, nước mặn thì quá nhiều, phù sa không còn, sông là cũng lợi đấy, các cái điều kiện sống cơ bản cho cái vùng tây nam bộ nó thay đổi. Thế thì như vậy là thách thức rất lớn. Thế thì nói ở Bến Tre, Bến Tre là cái tỉnh thách thức lớn nhất rồi. Một cái lúc ấy tôi nói cho nhân dưới 300 nhân dân, cái này là cách nào. Bến Tre là tôi, nói cái này là tốt. Đây là chút, theo tôi nghĩ là mình giúp ở cả nhân dân của bạn. Nói thách thức cho Tây Nam Bộ, thách thức của cái đất nước này, giữ cho Tây Nam Bộ phát triển được đúng kiểu, đúng cái thời đại, đúng cái xu thế hiện tại, đúng sự thay đổi là một thách thức đấy là khó vô cùng. Nhưng mà tôi xin thưa với doanh nhân, có lẽ đấy chính là cơ hội là đặt ra những bài toán phát triển chưa từng khó. Nếu mà chúng ta biết gì thách thức đấy là cơ hội thì chúng ta làm việc. Sau đó thì tôi quay lại cho cái tạp của tôi nói con lại tạp cái tre đấy, nếu mà biết nhìn thách thức đấy như là cơ hội cho doanh nhân thì ông sẽ mời được doanh nhân về đây. Cho nên là chúng ta nên thống nhất doanh nhân làm thách thức chính là cơ hội. Cái điều ấy là điều của tôi mong mỏi cả doanh nghiệp và cả các lãnh đạo, các trẻ đang thấy gọi là thách thức, nhìn nhận vấn đề, giải quyết vấn đề, đấy là cái điều mà và rất là may là cả hai bên vỗ tay rất là nhiệt tình, và sau đó là các bạn các trẻ nó mời là thầy ấy là có lẽ là cuối tuần đầu tháng 11 là vào rồi, lãnh đạo cao nhất của ngành của thầy cùng với thầy đi một cái một tuần riêng với trẻ để xem thế nào là thách thức và thế nào là cơ hội, và tạo ra một những cái thay đổi chính sách, thay đổi như thế để mời cá nhân đấy làm cái việc đấy. Thế nên những cái điều đấy mình cũng có cái cũng là không có góp vào cái gọi là như em thầy nói đây không phải là học phí, không có gì là học phí cả. Thì như vậy là thế nào? Xin cảm ơn các quý vị. Cảm ơn anh. Cảm ơn khá là thẳng thắn rồi. Kính thưa quý vị là
thực ra các cái câu hỏi mà tôi nhận lên cho tôi thì rất nhiều. Tuy nhiên là tôi sẽ tiếp tục trao đổi. Nhưng mà chúng ta để cho nó không thoải mái và tương tác với quý vị ở dưới thì tôi nghĩ rằng là có thể dành ở dưới cho quý vị ở đây mỗi người một câu hỏi. Nếu có câu hỏi nào thì chắc chắn thì quý vị có thể hỏi thẳng. Còn nếu không là tôi lại tiếp tục. Chẳng lẽ trong khi quý vị suy nghĩ là tôi tiếp tục nhé. Hồi nãy thì chúng ta đã nghe anh Thiên nhận định về thị trường bất động sản. Chúng tôi nghĩ anh Thiên là cũng đích chỉ thôi, đúng không? Nhưng mà giờ mình muốn nghe nhận định của một người làm bất động sản về thị trường năm 2023 và 2024 nó sẽ như thế nào? Chính về một cái doanh nghiệp đang đầu tư bất động sản thì muốn hỏi qua cái chỗ này, bởi vì nói thật là trong này chúng ta làm rất là nhiều ngành nghề nhưng có lẽ ít nhiều ai cũng liên quan một tí bất động sản, mà đặc biệt tôi làm ngân hàng là bất động sản mà xui xui là cũng lo lắm. Thế nên là anh Quang có thể chia sẻ về cái suy nghĩ của anh về cái thị trường sắp tới. Tôi muốn chia sẻ các bạn thế này, trong cái thị trường bất động sản thì phải nhìn đến cái mấy vấn đề là cầu cung và thị trường cái điểm khó khăn. Thế thì những cái đầu tiên ấy, tôi vẫn với những con số thống kê đang có thì cái cầu của Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển, những quốc gia đang gọi là đô thị hóa và dân số trẻ. Chúng ta là một trong những quốc gia gọi là đô thị hóa nhanh trong khu vực. Do đó cái nhu cầu đã đang và đang có, tức là gọi là từ tiêu chuẩn demand của thị trường rất rất mạnh và trong suốt 10 năm nay là chưa đáp ứng được. Chưa đáp ứng được là rất nhiều lý do. Thứ nhất là vấn đề các cái thủ tục đầu tư, rồi là những cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề là khó khăn của thị trường, rồi kể cả là vấn đề đất đai, vấn đề chính sách và kể cả những vấn đề nào còn. Do đó thì theo tính toán hiện nay thì cái nhu cầu vẫn còn. Thế thì còn vấn đề thứ hai cũng là vấn đề cầu thì có một vấn đề lớn hơn là vấn đề thứ hai, nhưng thêm còn vấn đề là cái niềm tin. Chúng ta đang bị khủng hoảng niềm tin, tiền đứng dưới ngân hàng chưa dám đầu tư, chưa dám mua nhà đầu tư, là chưa dám tiêu xài, bởi vì một những lý do lớn đấy là cái việc đang lo ngại thất nghiệp, đang lo ngại là coi như là cắt giảm biên chế và rất nhiều vấn đề, kể cả là vấn đề đứng chờ đợi là bất động sản để tỏa ra. Thế còn vấn đề thứ hai là cung thì mình xét đến vấn đề là gì? Chúng ta đã có những chính sách dẫn đến trường hợp là có thể là từ chính sách, có thể từ các doanh nghiệp, nhưng là chúng ta đã mất cái cân bằng giữa cung và cầu. Tức là các sản phẩm cao cấp thì rất nhiều, nhưng còn là sản phẩm mà vừa túi tiền vừa với sức mua của cái lực lượng trẻ thì chúng ta không có. Cho nên nó dẫn đến trường hợp là nhu cầu có nhưng mà hàng đưa ra nó có một lệnh pha cung cầu. Thì tôi cho rằng đấy là những cái điểm mà thế xét về năm 23 và năm 24 thì còn thêm một vấn đề nữa, đó là cái khủng hoảng về trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu doanh nghiệp sẽ còn là ám ảnh, có lẽ không năm 23 hay 24 vẫn chưa xong đâu, nó vẫn còn nằm đó, nó chưa có thể kích căn cơ được. Do đó những cái doanh nghiệp mà sử dụng các đồng tiền tài chính nhiều thì vẫn còn khó khăn. Và khi doanh nghiệp khó khăn, thị trường khó khăn thì nó ảnh hưởng một cái không khí chung của thị trường, nó sẽ còn khó khăn. À, tất nhiên tôi vẫn có thể nhìn thấy một số ánh sáng, đó là những cái doanh nghiệp sử dụng ít đồng tiền tài chính và thứ hai đưa ra các sản phẩm phù hợp với giá trị thật của thị trường thì tôi nghĩ là họ vẫn có cơ hội. Và tôi nghĩ là đấy là có thể nhận xét chung của thị trường của năm quý 4 của năm 23 và quý bắt đầu của năm 24 thì có chia sẻ với các bạn về những cái cảm ơn. Xoay sở câu chuyện bất động sản khi mình đã kiếm được tin
quý vị thấy danh sách tôi đến nay ấy, thì riêng bản thân tôi là chỉ có ghi chức danh là phó chủ tịch Bu Ban, chủ tịch hội doanh nghiệp Việt Tĩnh. Thì tôi không ghi công việc tôi là gì cả, bởi vì lúc đầu tôi hơi lo, bởi vì kiểu gì mà mình khai là mình làm ngân hàng rất dễ bị đánh đá. Bây giờ đây chắc phần lớn là gặp ngân hàng mà cũng thiện cảm lắm. Nhưng thôi bây giờ mình đối diện. Quý vị nào có quan tâm câu hỏi nào về công việc của tôi đang làm nhà bấm ấy thì cũng sẵn sàng chia sẻ nhé. Và tôi bây giờ trong khán phòng này nó an toàn rồi, cho nên chắc mình cũng sẵn sàng. Có một câu hỏi cũng hơi không phải hỏi quá thẳng thắn, hỏi nặng nhưng lúc đầu là thực chất Việt Nam rồi, là cứ thẳng thắn. Doanh nhân thì vinh quang nhiều, nhưng hôm nay được cả nước vinh danh rồi, Bộ Chính trị Tổng Bí thư ký thẳng cái nghị quyết doanh nhân, đó là chúng ta phải vinh quang đúng không ạ? Nhưng mà đi kèm với vinh quang thì có nước mắt. Ở đây thì có người hỏi ở Việt Nam là vinh quang đã kể rồi, đối diện với người khác, đối diện với pháp luật. Thì câu chuyện này có thể không vui, nhưng mà đã là doanh nhân ấy, thì thẳng thắn chia sẻ thì xin Việt Nam chia sẻ những về câu chuyện mà anh doanh nhân đã phải đối diện với pháp luật. Anh sẵn sàng không? Cho 100 pháo tay để đi truyền Việt Nam. Rất là thẳng. Trong cái nghị quyết 41 mà Tổng Bí thư vừa ký ngày 10 tháng 10 về doanh nhân ấy, có một cái câu ấy, anh Quang nhớ rồi, một cái câu ấy, không hình sự hóa quan hệ dân sự. Đối với đa số doanh nhân thì đấy là một cái câu thấy rất hay, rất cần, có thể tốt. Còn riêng đối với tôi ấy, thì nó là cả một trải nghiệm. Mình có thể nói là mình có cái trải nghiệm sâu sắc về chuyện đó, cho nên mình đọc cái cụm từ không hình sự hóa quan hệ dân sự là một cái chủ trương nó vô cùng lớn và nó vô cùng lớn. Và nếu như các doanh nhân hôm nay ngồi đây sẽ được tiếp tục đầu tư kinh doanh trong những môi trường mà cái câu là không hình sự hóa quan hệ nhân sự nó được tôn trọng và nó được thực hiện ấy, thì đấy là cả một cái may mắn rất là lớn mà tôi thực sự hy vọng thấy vậy. Thì cái câu chuyện của tôi nó đơn giản như thế này, tức là vào năm 2008 ấy, thì lúc đó thì doanh nghiệp của chúng tôi và lại công trúc cái Prosecco ấy thì nhận được cái đầu tư từ cổ đông nước ngoài là cổ đông Úc, là không quan tác đầu tư vào và làm cổ đông. Thế thì họ vừa đầu tư 50 triệu đô vào công ty mình ấy, thì công ty hút ngay phải một cái cuộc khủng hoảng xăng dầu rất là kinh khủng năm 2008. Cái này thì chắc cái Trần Thành Viên còn nhớ cái cuộc khủng hoảng đấy nó khủng khiếp là như thế nào. Giá xăng dầu từ 50, 60 tăng vào lên 90, 100, 200, 120 rồi ấy, đỉnh điểm của nó là lên đến khoảng độ 148. Đó. Thế thì phải nói là mình vừa may là mình kêu gọi đầu tư tại công trúc doanh nghiệp xong nó có được khoản đầu tư như thế và không may hút phải một cái cuộc khủng hoảng xăng dầu như vậy. Thì lúc đó cổ đông nước ngoài của chúng tôi mới giới thiệu một cái phương pháp quản trị của họ mà ở Việt Nam lúc đó nói chung là chưa biết bao giờ. Cái này bây giờ thì chắc là anh Tuyển thì biết rồi, phái sinh, nghiệp vụ phái sinh, tiếng Anh hedging xăng dầu. Và họ giới thiệu rằng ấy, trong những cái tình huống như thế thực hiện cái nghiệp vụ phái sinh là như thế. Và công ty chúng tôi ấy, là cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của cổ đông nước ngoài thấy rằng như vậy là hay, như vậy là hơn. Thế thì ra thì quyết của công ty thực hiện nghiệp vụ phái sinh đó đối với xăng dầu. Tại thời điểm đó là giá xăng dầu là 128, mình thực hiện nghiệp vụ đó. Thì mình thực hiện nghiệp vụ đó xong thì giá xăng dầu nó còn tăng, như vậy thì cái đoạn đó là doanh nghiệp lợi. Nó lên đến 148 cho nên doanh nghiệp thì vụ đúng một cái từ 148 ấy, nó tụt một phát vào ấy xuống 32 trong một khoảng thời gian rất ngắn.
cái giao dịch phái sinh đó của chúng tôi ấy, là bị thiệt hại mất 25 triệu đô và bị khởi tố, tôi bị bắt ngay lập tức vì gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Thế thì cái doanh nghiệp đó ấy, tại thời điểm đó là có 4 cổ đông, một cổ đông nhà nước, một cổ đông nước ngoài là Úc, một cổ đông nữa Sài Gòn Tourist và có một cổ đông nữa chính là tôi. Tôi cũng là một cổ đông của doanh nghiệp. Thế là mình với vai trò tổng giám đốc là mình bị khởi tố, mình bắt luôn. Thế thì phải nói đấy là một khoảng thời gian kéo dài 8 tháng 10 ngày. Và tôi phải làm cái việc ấy là phải đối mặt với điều tra, phải giải trình về việc mình làm. Và phải nói là rất là mệt mỏi, cái rất là mệt mỏi. Nhưng mà tôi thì luôn luôn cho rằng ấy là mình không có tội, mình không có sai. Bây giờ ấy, người ta chưa hiểu thì mình giải trình. Cái gì mà người ta nói kết luận của mình chưa đúng thì nói thật đấy là mình cãi. Và tôi thực hiện cái việc là giải trình và đấu tranh như thế kéo dài 8 tháng 10 ngày thì tôi nhận được quyết định ấy là về nhà, cho về nhà. Và sau đấy một vài tuần thì tôi nhận được quyết định ấy là đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra, đình chỉ bị can. Và thế hết. Thì phải nói rằng ấy, đối với tôi ấy, thì đấy là một cái rất là khó khăn, rất là kinh khủng. Nhưng mà tôi cho rằng ấy, thì sau này rất nhiều người hỏi tôi rằng ông Nam ơi, thế thì có nghĩa là ông bị sai đúng không? Bị oan đúng không? Thì tôi nhìn đời kiểu người khác. Tôi bảo thôi, đối với cá nhân tôi nhé, đấy là một cuộc giải trình khó khăn. Cuộc giải trình khó khăn, rất khó khăn. Nhưng giải trình tôi giải trình rất may là sau dần câu chuyện kết thúc ở đó. Tôi nhìn về phía trước, tôi đi tiếp, tôi không quan tâm cái chuyện sắc quan hay không quan. Thế cứ thế tiếp tục cái công việc của mình. Từ đó cho đến giờ, cùng với anh Quang, cùng với những người khác, cùng với các doanh nghiệp khác, cùng với các dự án khác, đời thiếu thì việc của bạn làm lúc nào có nhiều việc để bạn làm, tôi không nặng nề cái chuyện đó. Thế thì bây giờ ấy, cái lời khuyên của tôi ấy, đối với các đồng nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh là gì? Làm kinh doanh ấy không tránh khỏi rủi ro được đâu. Thế thì mình đã làm kinh doanh và bây giờ kinh doanh chắc chắn rằng ấy có rủi ro này, có rủi ro kia. Thế thì cố gắng ấy, nhận diện rủi ro, cố gắng đừng làm cái gì sai, đừng làm cái gì trái. Nhưng mà khi nào ấy mà mình cái việc của mình nó bị hiểu nhầm thì hãy có sự kiên nhẫn để giải trình nó một cách gọi là hiệu quả. Thế thôi. Và tôi cho hy vọng rằng ấy là sẽ không có ai với cái nghị quyết 41 và cái câu không hình sự hóa quan hệ dân sự thì sẽ không ai phải trải qua cái câu chuyện như tôi đã trải qua. Xin hết. Đấy, vinh quang và cay đắng của quý vị. Mà chúc tất cả chúng ta ở đây là đón nhận vinh quang khó khăn, chứ đừng có phải đón nhận cái sự cay đắng phũ phàng như thế. Chắc lại quay lại với anh Quang là bởi vì cái lúc đầu của anh là người là một trong những đàn anh sáng lập ra của cái điểm tích. Thực ra ở đây vẫn thiếu thông tin về cái quá trình khởi nghiệp của anh. Chỉ thấy anh bây giờ quan trọng quá. Mà trong hồi ta thì phần lớn anh em là doanh nghiệp chúng ta phải thừa nhận một thực tế là nhỏ và trẻ. Ở đây có những doanh nghiệp đang ngồi ở đây thì tuổi 30, doanh thu thì cũng có 5 tỷ. Đó là trẻ chứ không phải nhỏ, nhưng mà cũng có những doanh nghiệp ở đây doanh thu chỉ mới đôi ba tỷ thôi, họ vừa trẻ vừa nhỏ. Chắc với kinh nghiệm của trải nghiệm cuộc đời và cũng là doanh nhân thì anh chia sẻ với anh có cái lời khuyên gì cho những người trẻ và những doanh nghiệp đang nhỏ để anh em cũng có thêm những cái kinh nghiệm. Hay mình chia sẻ thì có lẽ tôi vừa quay là tìm ai có thể biết rằng thực ra đầu tiên mình phải biết rằng là mình sẽ là ai, tôi sẽ là ai. Bởi vì trong cuộc đời nó sẽ có rất nhiều vị trí, có thể là anh sẽ là ông chủ, nếu là sau khi mà kiểm tra biết mình có thể là ông chủ,
hoặc anh có thể là một chuyên gia, hiểu như anh Nam nói được, tôi sẽ là expert, hoặc tôi sẽ là một manager, hoặc tôi chỉ là một người tiền bình thường. Xã hội chúng ta phải biết mình là tự tìm hiểu. Còn cái thứ hai là về biết của tiền thì tôi vẫn nghĩ rằng là quốc gia đang phát triển, thế giới đang thay đổi rất nhiều điều mới và rất nhiều ngành công nghệ mới đang xuất hiện. Do đó đây là một sân chơi mới cho các bạn trẻ. Thế thì còn muốn thành công thì tất nhiên nó còn rất nhiều yếu tố, yếu tố bản thân, yếu tố thị trường, yếu tố khi mà chúng tôi là business model, là cái công thức thành công của bạn, và còn có sự may mắn trong đó nữa, thì có nhiều yếu tố để có thể thành công. Thì mỗi thành viên làm việc khởi nghiệp thì mình rất là có một số cái nguyên tắc, tức là chúng ta nên nhớ rằng tôi còn nhớ là một cái câu của là Khổng Tử 2500 năm trước, thì ông có nói đến câu là để học sự thông thái thì có ba phương pháp. Học cách thứ nhất là học bằng quán chiếu, thì rất là cao quý. Học cách thứ hai sẽ là học bằng là cắt trước, tức là copy thì dễ. Và học bằng kinh nghiệm thì phải trả giá rất đắt. Thì tôi cũng khuyên là các doanh nhân trẻ hay là các bạn khởi nghiệp thì cố gắng, mình có hai con, ba con đường để lựa chọn. Nhưng kinh nghiệm của tôi thì nên chọn với người Việt Nam thì nên đi vào hướng ứng dụng hơn. Đi vào chúng ta có lẽ cũng không phải là khám phá lên một cái gọi là cuộc cách mạng thứ năm hay là những công nghệ gì để tiên tiến, nhưng mà ứng dụng cái tinh hoa của thế giới vào Việt Nam, vào thị trường Việt Nam, thì tôi cho đây là một bài học để chúng ta có thể rút ngắn để đi giảm bớt cái sự thất bại, và có thể học hỏi kinh nghiệm thất bại trên thế giới để làm gì đó. Để tôi muốn chia sẻ cho các bạn trẻ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Quang. Các nội dung của chúng ta buổi chiều nay thì cũng đã còn nhiều cái điều rất là hấp dẫn. Tuy nhiên cũng xin quý vị cho tôi hỏi Nam một câu. Anh Nam thì theo tôi biết thì đã tham gia tại cái trúc khá nhiều lần doanh nghiệp, đặc biệt là trong những doanh nghiệp ngành hàng không, cho những doanh nghiệp sáng tiếp tục phá sản, nhưng mà đã có những cái thành công nhất định. Thế thì chỉ hỏi anh một câu ngắn thôi, trả lời ngắn thôi, là những cái doanh nghiệp mà đã khó khăn như vậy thì nếu mà bắt tay vào tái cấu trúc thì điều đầu tiên hoặc là cái điều quan trọng nhất là phải làm cái làm chuyện gì, anh chia sẻ đi. Vâng, tôi thì tham gia khá nhiều tái cấu trúc hàng không, tái cấu trúc đội bay ở Việt Nam hôm nay, tái cấu trúc hàng không Pacific Airlines một lần nữa cũng đọc được về tái cấu trúc hàng không em hay không. Thì về cái câu hỏi của anh Tế thì kinh nghiệm của tôi là như thế này, khi mà một doanh nghiệp ấy đứng trước một cái sự đổ vỡ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và đặt ra cái vấn đề là phải cấu trúc, việc đầu tiên ấy là nhìn vào thị trường này, việc đầu tiên là xem thị trường nó có thị trường không ạ. Nếu như mà mình nhìn kỹ thị trường ấy thấy rằng ấy có thị trường hoặc là mình có thể tạo ra được thị trường thì mình nói rằng ấy, à cái việc tái cấu trúc nó có thể thành công, nó có cơ hội để thành công của người tái cấu trúc. Còn mà nhìn thị trường không ra ấy, là chị không có thị trường, chị không làm gì được hết. Thế thì khi mà vào cái market như thế, tôi nhận diện doanh nghiệp là khó khăn, doanh nghiệp ấy thua lớn, lỗ lớn, nợ lớn, lỗ lũy kế có cao gấp 9 lần vốn chủ sở hữu, coi như nợ chồng chất. Thế nhưng mà ấy, vấn đề là tôi nhìn thấy thị trường nó đang to, và quan trọng hơn đấy, tôi nhìn thấy cái thị trường còn to hơn nữa, thị trường lúc đó còn chưa tồn tại, tức là tôi nhìn ra cơ hội nghĩa là có thể gây dựng được ở Việt Nam một cái thị trường hàng không giá rẻ lúc đấy chưa có. Tôi tự tin rằng đấy, nếu chúng tôi làm việc đó thì không phải là chúng tôi khai thác cái thị trường đang có, mà chúng tôi sẽ khai thác thị trường do chúng tôi tạo ra và nó sẽ to hơn rất nhiều. Thế thì cho nên đấy là tôi quyết định ấy, là kiến nghị các hoạt động thực hiện tái cấu trúc và thực hiện đấy là cái mô hình hàng không giá rẻ, đó là hàng không giá rẻ đầu tiên ở Việt Nam. Và sau này khi nói chuyện với nhà đầu tư ấy,
nhà đầu tư hỏi tôi, nhà đầu tư hỏi bây giờ ông Nam ấy, bây giờ chưa có hàng không giá rẻ, thì theo nhận định của ông ấy thì hàng không giá rẻ Việt Nam cuối cùng nó sẽ có đến gần nào, thì lúc đó đang là 0%. Tôi nói với nhà đầu tư ok, tôi hình dung rằng cái thị trường hàng không giá rẻ Việt Nam nó sẽ tăng lên và sẽ chiếm tới 65% tổng thị trường. Học trò bắt lên, sau này họ tính toán lại ép, thì họ quyết định đầu tư vào doanh nghiệp chúng tôi và thực hiện cái mô hình hàng không giá rẻ. Thì tôi nói rằng đấy là cái chuyện mô hình kinh doanh với và mình nhìn nhận cái thị trường hiện có và mình nhìn nhận cái thị trường mình có thể tạo ra, thì đó là cái vấn đề là mấu chốt. Tiếp theo là gì? Thế thì bây giờ mình hình dung lên là một tài cấu trúc một mô hình kinh doanh mới nó là như thế. Thì mình phải làm một cái gap analysis, tức là phân tích cái gap mình đang có. Cái mình đang có là những cái thứ như thế này, và cái mình cần phải có để thực hiện cái mô hình kinh doanh kia là nó là như thế kia. Thế thì khoảng cách từ đây đến đó trong các lĩnh vực, trong các hoạt động nó cụ thể là cái vấn đề gì? Đó là vấn đề tổ chức, đó là vấn đề nhân sự, đó là vấn đề kiến thức, đó là vấn đề kinh nghiệm, đó là vấn đề công nghệ, hay là nó là vấn đề gì? Thì không có cách nào khác ấy, là phải quyết định thực hiện cái hành trình ấy, là cover, tức là cái gap đó, giải quyết trong thời gian rất ngắn để từ đây mình rất nhanh tiến tới cái mà phù hợp với cái mình định làm. Bởi vì nếu cái mình định làm là tốt, nhưng mà cái mình có, cái mình làm nó không phù hợp thì nó cũng quyền thôi. Thế thì cho nên ấy, là cái đó mà tôi nói là sau khi xác định thị trường xong rồi thì mình phải xác định ra đấy, thế thì cái khoảng mình đang ở đâu và cái mình cần phải tiến tới nó như thế nào, một cách rất cụ thể và rất kiên quyết, rất dứt điểm thực hiện cái hành trình đưa doanh nghiệp từ chỗ này đến chỗ kia. Tổng lại là phải quyết định, ngoài nhiên là phải quyết định chắc chắn. Thực ra thì muốn hỏi Nam là cái gì cần, cái gì quan trọng nhất, nhưng mà tuy nhiên là Nam thì nói là một chút đối toàn chuyện, nhưng mà chắc tí nữa thôi chứ bạn thì hết em sẽ hỏi tiếp về câu chuyện này. Còn anh đang nói là có cần làm hay không, có nên làm hay không, nhưng mà em muốn anh là trả lời là cái gì cần làm anh làm liền á, ý vậy vân cho anh lời tí nữa xuống dưới là cản trẻ cho mình trao đổi tiếp. Kính thưa quý vị, là chúng ta đã có một số nội dung như tôi nói lúc nãy là khá quan trọng và cũng đảm bảo là cái cuộc chiều hôm nay nó hoành tráng. Vì nên xin phép ba diễn giả và anh là chúng ta tạm thời khép lại đây. Biết rằng là chưa đã lắm, nhưng mà tí là chúng ta sẽ làm tiếp cho nó đã hơn. Một lần nữa xin cảm ơn anh, tất cả cảm ơn quý vị đã chịu đựng ở đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng lại sân khấu. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời doanh nhân Phan Đình Tề, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tặng hoa để cùng cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, doanh nhân Nguyễn Xuân Quang và Tiến sĩ Lương Hoài Nam. Xin mời ông.